Bình An sánh đôi cùng bà xã Phương Nga, nhan sắc khiến khán giả ngỡ ngàng. Diện mạo mới của Bình An khiến khán giả không nhận ra. Trên trang cá nhân, Bình Anh đăng tải khoảnh khắc tình bể bình bên bà xã Phương Nga kèm dòng chú thích, lấy vợ vào rồi là tự nhiên cứ khác khác sao ấy các bác ạ. À, trong hình, khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc của nam diễn viên gốc Phú Thọ. Bình An bảnh bao trong bộ vest đen khi sánh đôi cùng bà xã, nhưng bộ râu khiến khán giả không nhận ra nam diễn viên điển trai của màn ảnh. Khác với mọi lần, Bình An để râu khiến anh như già thêm vài tuổi. Nhiều khán giả cho rằng có thể nam diễn viên đang chuẩn bị cho dự án mới nên phải tạo hình nhân vật già hơn tuổi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận thắc mắc như: hôm nay nhìn anh khác quá, không giống mọi ngày gì luôn á. Lấy vợ và nhìn khác quá anh, để dê nhìn như già thêm mấy tuổi luôn vậy anh. Có phải Bình An mà em biết không, anh để râu nhìn lạ quá em nhận không ra. Cuộc sống vợ chồng son sau khi về chung một nhà của Bình An, Phương Nga được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Chặng đường tình yêu, cặp đôi đôi lúc xảy ra bất đồng quan điểm nhưng cả hai vượt qua tất cả để đi đến một cái kết tình yêu trọn vẹn. Ngập tràn hạnh phúc với siêu đám cưới ngày 21 tháng 10 vừa qua. Sau đám cưới, Bình An, Phương Nga liên tục cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội với những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp. Cặp trai tài, gái sắc được nhận xét là đẹp đôi. Tình yêu của họ không ồn ào, phô trương nhưng ngập tràn hạnh phúc.